Chúng ta làm câu có mã số là 601. Đề cho chúng ta là 4 oxit. Yêu cầu chúng ta là oxit nào tác dụng được với nước HCl và NaOH. Rồi trước khi làm thì em đi phân loại oxit cho thầy. CO2 này là oxit axit. CaO chúng ta là oxit bazơ tan. FeO chúng ta là oxit bazơ không tan. Và Al23 là oxit lượng tĩnh. Ở đây mình cho thằng này là số 1 đi. Đây là 1 này, đây là 2, đây là 3 và đây là 4. Như vậy để tác dụng được với nước thì chúng ta sẽ chọn oxit axit và oxit bazơ tan. Như vậy 1 và 2. Tác dụng với HCl thì chúng ta sẽ chọn những oxit kim loại. Oxit kim loại là 2, 3, 4. Để tác dụng được với NaOH, NaOH chúng ta là bazơ tan sẽ tác dụng được với oxit axit và oxit lượng tĩnh. Oxit axit là số 1. Oxit lượng tĩnh là số 4, được chưa? Như vậy đây chúng ta có tất cả là 7 phương trình, đúng không ạ? Đầu tiên là tác dụng với nước. Tác dụng với nước em có hai phương trình. Phương trình đầu tiên đó là CO2. Phương trình thứ hai là CaO cộng cho nước. Ở đây mình cần lưu ý cho thầy đó là gì? CO2 chúng ta, được chưa? Sẽ đi tác dụng với nước. Thì lưu ý đây là phản hai chiều vì CO2 chúng ta là một. Tác dụng với nước để tạo ra một axit yếu là H2CO3. Và từ H2CO3 chúng ta có thể tạo ra CO2 và nước được, do đó phản hai chiều. Còn đối với CaOH lần thì nó sẽ tạo bazơ tương ứng là CaOH2. Thằng này là phản một chiều. Tiếp tục chúng ta là tác dụng với dung dịch HCl. Thì đây mình có 2, 3, 4, đó là CaO, FeO và Al2O3. Để tác dụng với HCl. Phản ứng giữa oxit kim loại với axit luôn luôn xảy ra. Bởi vì sao? Oxy bên này, H bên kia để tạo ra nước. Phần còn lại là CaCl2. H với O là tạo thành H2O, cân bằng đặc đa 2. Sắt kết hợp với clo, FeCl. Lưu ý là trong trường hợp này là oxy hóa trị 2 này, thì sắt hóa trị 2, clo hóa trị 1, 2, 1, bây giờ là 1, 2. H với oxy để tạo thành H2O. Đặt 2 vào HCl là đủ. Nhôm kết hợp với clo, AlCl. Nhôm hóa trị 3, clo hóa trị 1, AlCl3. H kết hợp với O để tạo thành H2O. Chúng ta đi cân bằng. Bên này 2 nhôm, bên này 1 đặt 2. 2 nhân 3 là 6 clo, đặt đây 6. 6 hydro thì bên này sẽ là 3 nước. Cuối cùng chúng ta là tác dụng với NaOH. Tác dụng với NaOH. NaOH chúng ta là một bazơ tan. Để tác dụng được với bazơ tan thì chúng ta sẽ có đó là oxit axit và oxit lượng tĩnh. Như vậy 1 và 4 tác dụng. Đó là CO2 và Al2O3. Chúng ta đi tác dụng với NaOH. Rồi, ở đây mình lưu ý như thầy như sau. CO2 tác dụng với NaOH có thể cho hai muối khác nhau. Được chưa? Mình giả sử đây là NaOH dư đi thì nó sẽ tạo thành Na2CO3 cộng cho nước. Nếu mà bazơ dư thì chúng ta sẽ tạo ra muối trung hòa và nước. Được chưa? Như vậy cân bằng, đây là hai hai natri này thì đặt đây hai natri này. Một carbon thì đây một carbon đủ này. Chúng ta có bên này là hai hydro, bên này hai hydro đủ này. Bây giờ Al2O3 đi tác dụng với NaOH. Thì đây mình nhớ cho thầy này. Cái Al2O3 chúng ta có gốc axit là AlO2. Được chưa? Gốc này hóa trị 1 nha. Nói lại nha. Al2O3 chúng ta có gốc axit là AlO2, gốc này hóa trị 1. Natri hóa trị 1 kết hợp lại với nhau là NaAlO2 cộng cho H2O. Và thông thường chúng ta sai phần này. Rồi, bây giờ chúng ta có này, bên này là hai nhôm này, đây chúng ta có một nhôm, thêm đặt đây 2. Khi đó bên này hai natri, bên này một natri đặt 2. Chúng ta có như sau, 2 nhân 1 là 2 hydro, bên này 2 hydro đủ. Bây giờ kiểm tra lại oxy. Đây 3 oxy này, cộng này 2 oxy là 5 oxy. 2 nhân 2 là 4 oxy, cộng cho 1 oxy là đủ 5 oxy. Được chưa? Và thầy nói là gì? Cái phương trình này thông thường chúng ta viết sai. Như vậy sai đây là gì? Thì hiểu như thế này. Như bạn nghĩ như thế này. Nhôm kết hợp với OH để tạo thành AlOH tất cả 3.
được chưa? Cộng cho Na2O. À, thông thường chúng ta ghi như thế này. Ghi thế này là sai bản chất em nha. Được chưa? Bản chất là oxit lượng tính tác dụng với bazơ-tan để tạo ra muối và nước. Muối thì chúng ta có kim loại là natri, gốc axit của Al2O3 là ALO2. Gốc này H2O1, natri H2O1, như vậy công thức bây giờ là NaAlO2. Đó là cái mấu chốt của bài toán này.